cảnh cho mát nha. Cưng quá đi. Đây, đến lượt em. Trời ơi, tha hồ mát nha. Quyền ơi, Quyền. Đó, em đây. Đang đâu vậy? Đây, 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 đây. Anh mua cái gì mà đi lâu thế? Ủa, em làm gì mà sắn quần lên hết vậy? Ủa, em tắm cho anh hai con ngé mà. Ờ, ngé nào? Người ta ngé vừa gì? Tặng anh hai con ngé đó. Không biết hả? Tặng anh ấy hả? Ờ, có người vừa mang đến tặng anh hai con ngé. Em vừa tắm cho nó xong. Rồi anh mua bằng cách nào? Anh không biết nuôi ngé hả? Không. Vào coi, đi, vào đây coi ngé làm sao. Đó, ngé đó, nuôi đi. Trời ơi, anh tưởng là hai con ngé thiệt. Ai người đâu là hai con ngé làm bằng này chắc là bằng xi măng hay là đó. Ủa mà tự nhiên em tắm nó làm chi vậy? Thì em thấy nó hơi bụi. Mới lại nói chung nó đến đây ngày đầu tiên phải tắm cho nó mát. Thôi kệ, không kệ cũng được. Anh hôm nay món gì? Hôm nay anh làm món gì mà đi lâu thế? À, nói thật với em là hôm bữa anh có đi ra đảo Bình Hưng. Anh thấy người ta làm một cái món rất là ngon và anh cũng đã dùng rồi, thì hôm nay muốn về anh đãi em cái món đó. Món gì? Bí mật, anh phải vô bếp anh làm mới được. Bạch tuộc khổng lồ hả? Thôi không nói chuyện nữa, tôi đi vô. Cứ nhắc đến bạch tuộc khổng lồ nó nhạy cảm lắm mọi người ạ. Hôm nay Tướng sẽ làm bánh khọ đãi Khánh Quyền. Như là Tướng nói là Tướng có tới đảo Bình Hưng và Tướng ăn được bánh khọ làm quá ngon. Nên hôm nay về Tướng làm thử bánh khọ nha mọi người. Cũng là lần đầu tiên đổ bánh khọ luôn. Và Tướng có mua được cái gì? Gọi là cái chảo đổ bánh khọ. Đây, cái chảo nha. Nó không phải là hàng xịn lắm bằng đất nung, nó chủ yếu bằng tôi không biết bằng cái gì nữa đó, thấy nhiều à, hy vọng là làm được. Đây, bột thì tôi đã pha sẵn hết rồi. À, mà nhân clip này tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đức Nhân, người đã đúc tặng Tuấn hai con ngé bằng xi măng để trang trí ngoài vườn. Nghe nói bạn đã mất gần nửa tháng để chuẩn bị và chở gần 150 km lên để tặng cho Tuấn. Thật sự rất là cảm ơn tấm lòng của Đức Nhân nha. Sao xong rồi nè anh? Okay. Bánh xong chưa anh? À, sắp xong em ơi. Xong. Sắp xong thôi hả? Xong. Bánh này là kêu bánh căng đúng không? Hả? Bánh căng. À, tùy theo mọi người kêu. Căng, còn anh kêu bánh gì? Cũng bánh căng luôn. Dạ, em thì anh nói bánh khọt nha. Bánh khọt là người Vũng Tàu kêu bánh khọt đúng không? Đúng rồi. Là coi như người miền Nam nói bánh khọt. Trứng nha. À, có thịt nữa, có dạ. Chỗ như là bỏ trứng cút vô. Dạ. Đấy. Coi như em thấy anh làm thế này ngon nè. Trời ơi, cái con tôm này kiếm được cái con tép này nó vừa vừa đây là khó lắm đấy nha. Thực ra làm cái này á mà tép làm ngon hơn. Tép nhỏ hơn xíu nữa hả? Đúng rồi, nhỏ hơn chút xíu. Không phải lúc nào cũng có đâu anh. Đúng rồi. Kiếm được cái con đó khó lắm. Cũng tùy bữa chợ. Đó, thấy không? Xuống thấp. Đó, thấy đẹp không? Xuống thấp thấy đó. Đúng rồi, tôi cho luôn cái đó đây. Có vẻ này rồi hả? Đúng rồi. Quay chưa? Rồi, ok. Đó. Này ai pha vậy? Anh pha luôn á. Anh pha hả? Ừ. Anh thử coi vừa không? Đây. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà sao cái xé này có vẻ hơi bé không? Đúng rồi, để mình chấm thôi. Ừ. Thử bánh khọt nha. Cải xanh này, đúng rau rồi. Thơm, rau sống các loại rồi, này. Rồi, chấm vô. Ừ. Cái miếng nào đen để đấy cho em. Ừ. Ừ. Ngon quá nó. Anh làm cho anh trụ khen luôn hả? Đúng rồi. Ừ. Thực ra lần đầu tiên anh đậu bánh khọt mà cảm thấy nó ngon. 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 Ừ. Thử nè, không có rau nè. Mọi người ơi, không khen lần sau không được ăn nữa đâu. Ngon. Ừ. Trời ơi, ngon thật á. Công nhận anh Tuấn rất khéo. Không, em ăn thử cái bánh không thôi. À, nó rất là béo. Ừ. Ừ. Anh không ngờ anh làm ngon như vậy. Mình giỏi quá ha. Ừ. Đây.
Bây giờ thử ăn một cái không có rau cải coi. Em lấy một cái nhỏ nhỏ đây nè. Cũng ít rau thôi để xem cái vị bánh. Quan trọng cái bột. Cái bột á, anh làm là anh không có đổ nước vô mà đổ toàn bộ nước cốt dừa vô. Nên nó béo, rất là béo. Ngon quá. Quá hấp dẫn. Dạ. Miếng đen để thằng Linh anh.